Mỹ Vân mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trữ lạnh thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã chế biến là phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, việc sử dụng thực phẩm đông lạnh có thể để lại nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe của chúng ta. Như vậy, những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe của thực phẩm đông lạnh đó là gì? Và sử dụng như thế nào là đúng cách để ít ảnh hưởng đến sức khỏe? Sau đây, Mỹ Vân xin kính mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày hôm nay quý vị nhé! Thực phẩm đông lạnh ngày càng phổ biến và chiếm một phần không nhỏ trong thói quen ăn uống của nhiều gia đình, giúp bảo quản thực phẩm lâu, đặc biệt là mở ra một bước tiến cho sự đa dạng hóa thực phẩm và góp phần tránh lãng phí. Tuy nhiên, thực phẩm đông lạnh cũng có những nhược điểm, có thể bị mất chất lượng do quá trình đông lạnh chứa nhiều chất bảo quản, chất phụ gia, muối, đường và chất béo, gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách. Vì vậy, thực phẩm đông lạnh vừa là sự tiện lợi, vừa là nguy cơ mà người sử dụng cần hiểu và khắc phục để có thể sử dụng đúng. Dạ thưa bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những ưu và nhược điểm của thực phẩm đông lạnh trong đời sống ngày nay được không ạ? Về ưu điểm của thực phẩm đông lạnh, đó là khi chúng ta sử dụng thực phẩm đông lạnh, chúng ta có thể sử dụng được trong thời gian lâu dài. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được cái thời gian chúng ta đi chợ cũng như là đi mua sắm thực phẩm, giúp cho các bà nội trợ có thêm thời gian để chuẩn bị bữa ăn của mình. Nếu như mà được làm đúng quy trình thì thực phẩm đông lạnh sẽ không có chứa chất bảo quản, nó cũng đảm bảo được cái yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm. Về nguyên tắc, đó là cái việc chúng ta sử dụng những thực phẩm nó sẽ được đưa nhanh về cái độ lạnh là -40°C, sau đó chúng ta sẽ được trữ đông ở mức là -18°C. Làm như vậy chúng ta sẽ không cần phải dùng tới chất bảo quản, và thực phẩm khi mà được đưa nhanh -40°C thì sẽ làm hạn chế gần như hoàn toàn sự phát triển của vi sinh vật, có thể đảm bảo được sự vô trùng của thực phẩm. Mặc dù chúng ta làm đúng quy trình như vậy, nó vẫn có những cái khuyết điểm. Nó có hai khuyết điểm quan trọng nhất. Đầu tiên, về thành phần dinh dưỡng, nó sẽ bị ảnh hưởng rất đáng kể trong quá trình rã đông. Khi chúng ta rã đông thực phẩm lạnh hơn -20°C thì những cái protein nó sẽ không có tình trạng thay đổi về tính chất. Tuy nhiên, từ -20°C trở lên, bắt đầu rã đông dần lên, protein myosin nó sẽ có những sự thay đổi về tính chất, gọi là biến tính. Chính sự biến tính này nó sẽ làm giảm đi thành phần dinh dưỡng có trong thực phẩm, và đây là một cái yếu tố khiến cho thực phẩm đông lạnh nó sẽ ít yếu tố dinh dưỡng hơn so với thực phẩm tươi sống. Rồi yếu tố thứ hai mà thực phẩm đông lạnh mắc phải, đó là trong cái quá trình rã đông này, đa số thực phẩm đông lạnh bây giờ là thịt cá hoặc là hải sản, mực, đồ biển này họ kia. Những thực phẩm này sẽ chứa rất nhiều những axit béo bão hòa, và những axit béo bão hòa này khi chúng ta tiến hành rã đông, nó sẽ làm mất đi một cái lượng nước rất nhiều ở trong thực phẩm, khiến cho thực phẩm nó bị trở nên khô, dai và ăn không còn cảm giác ngon miệng nữa. Dạ thưa bác sĩ, trong quá trình đông lạnh thực phẩm mình phải lưu ý những điều gì ạ? Chúng ta phải đạt được cái nhiệt độ quy định, đó là phải đưa nhanh thực phẩm xuống về -40°C và sau đó tiến hành trữ đông ở -18°C, và quan trọng nhất là quá trình rã đông. Quá trình rã đông là cái quá trình khiến cho thực phẩm đông lạnh có những cái khuyết điểm so với thực phẩm tươi sống. Khi chúng ta rã đông ở nhiệt độ phòng, nó sẽ là môi trường khiến cho các vi sinh vật đang không phát triển được ở nhiệt độ lạnh, nó sẽ phát triển trở lại và gây ra những tình trạng ôi thiêu trên thực phẩm đông lạnh. Do đó thì chúng ta cần phải lưu ý là tiến hành đúng quy trình. Quan trọng nhất là khi rã đông, chúng ta vẫn phải rã đông trong tủ lạnh ngăn mát, chứ chúng ta không đưa hẳn ra nhiệt độ phòng. Dạ thưa bác sĩ, nếu như chúng ta rã đông một cách an toàn trong tủ lạnh nhưng lại không sử dụng hết, như vậy chúng ta có thể tái trữ đông không ạ thưa bác sĩ? Để đảm bảo an toàn nhất cho sức khỏe thì chúng ta không được tái trữ đông. Một lần duy nhất là đông lạnh và rã đông, và chúng ta phải dùng hết thức ăn sau khi đã rã đông. Còn sau đó nếu chúng ta còn tiếp tục để thức ăn tiếp tục tái trữ đông lại thì nó sẽ có những nguy cơ là vi sinh vật vẫn sẽ phát triển và sẽ gây ra những bệnh lý liên quan. Xin cảm ơn những lời chia sẻ đến từ bác sĩ Văn Nhật Minh ạ. Qua những thông tin mà bác sĩ chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ạ.